thân vị xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của thân việc. Hôm nay trong tập 587 gửi đến quý vị chủ đề ai lạnh chưng hơn ông vôi hay con bà bé hắc? Cuộc chiến một mất một cò. Thưa quý vị thật ra đó quý vị thì cái tự đề phải được đọc là cuộc chiến hai mất một cò. Thưa quý vị hai mất một cò. Tại sao lại có hai mất mà một con? Hai là ai? Và một là ai? Quý vị là sau chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ có được câu trả lời cho cái câu hỏi hai người mất, một người còn là gì? Và thực sự ai lạnh chân hơn ai? Chúng ta đã biết rồi, tố giác là một cái quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đây là một cái luật cũng khá là đặc biệt, trong quý vị có tại đất nước của chúng ta. Và con trai của bà PH, người con trai lớn đã thể hiện đầy đủ cái quyền này đối với cha dưỡng của mình. Thành Việt để ý rằng hầu như tất cả các báo chí và các um, mạng xã hội, YouTube, Facebook đều bàn về cái um, nhân vật thứ hai mà con cha bà ph thực hiện cái quyền tố giác đó là ai thưa quý vị đó là người cha dự chồng của mẹ mình và cũng như là người mà đã nuôi dưỡng mình nhưng quý vị khi mà ông này đi một bước nữa để lấy bà ph bỏ người vợ hiện tại để lấy bà ph thì ông ta nuôi luôn anh em của ông tuấn gồm ông tuấn người em của ông và một người em gái nhưng quý vị thì đây là cái trường hợp mà khá thú vị lúc ban đầu khi câu chuyện bùng nổ thì thực sự ra ngay cả những người quen thân với gia đình của ông lv cũng chỉ nghĩ rằng đây là một cái màn chiến lược à, một màn chiến lược dựa trên những cái bước đi bước học gì của ông ta ở bên Trung Quốc đó quý vị. Đó. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay thì chúng ta không nghĩ rằng đây là một cái bước đi chiến lược hay là một cái phép tính toán của ông LV dựng lên cái vở kịch này. Và đây là câu chuyện thật sự. Ông con trai của bà PH ông đi tố giác ai? Tố giác về chuyện gì? Và có bằng chứng không? Đó là một câu hỏi mà Thanh Việt muốn chú trọng đến ngày hôm nay. Quý vị đừng nghĩ rằng trong cái vấn đề đi tố giác của ông Tuấn chỉ có mỗi mình người cha dưỡng của mình. Đây là cái điểm thú vị nhất và là cái câu chuyện đã được phần nào đó thể hiện ngày hôm qua trên báo chí và trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Thanh Việt nhận thấy rằng không ai bàn đến cái thực sự của cái câu chuyện ngày hôm qua nha quý vị một cái hướng khác thanh việt thì uh, hay xàm xí sọ và nghĩ một cái hướng nó ngược người một chút thì ngày hôm nay thanh việt sẽ trình bày với quý vị cái hướng ngược người đó là cái gì mục đích của con trai bà ph là cái gì vậy tại sao lại theo cùng đuổi tận người cha dưỡng của mình Tại sao lại nói về cái mục đích này? Thưa quý vị, Thanh Việt đã có một hai bài nói về cái mục đích. Và ngày hôm nay Thanh Việt chỉ tóm tắt vài phút. Vì đó là một cái bước đệm. Nhưng quý vị, cái bước đệm để trả lời cho cái câu hỏi rằng nếu mà cố tình tố giác sai sự thật thì câu chuyện sẽ đi về đâu? Đây là cái điểm thú vị. Và nó, cái câu trả lời, nhưng quý vị, cho câu hỏi số 3 này, nó sẽ cũng là câu trả lời cho cái câu hỏi hai mất một còn và hai là gì nhưng quý vị hai là gì trở lại cái câu hỏi đầu tiên câu hỏi đầu tiên rằng ông con trai bà ph ông tuấn ông ta đi tố giác ai câu hỏi quá dễ đúng quý vị à, câu hỏi quá dễ đó là đi tố giác người trai dượng của mình Sam Si Sọn cứ hay hỏi ngang ngược à, Không hẳn là như vậy nha quý vị Không hẳn là như vậy Thì đúng Cái mục đích ban đầu của ông Là đi tố giác người cha dưỡng của mình Thì tính đến tháng 5 vừa qua Nha quý vị Có cha và PH đã làm rất là nhiều đơn Thanh Việt đã có từng trao đổi với quý vị Từ đầu tháng 1 năm 2023 ông ta làm rất là nhiều đơn gửi đến rất là nhiều cơ quan khác nhau tại địa phương và tại trung ương luôn khi theo ông tuấn thì người cha dượng của mình tham gia chín buổi livestream đây là một cái điểm thú vị có nghĩa là ông tuấn cùng với các luật sư của mình hay là một luật sư đã đi tìm kiếm các cái bằng chứng để phục vụ cho cái lá đơn tố giác của mình. Và dựa vào những cái bằng chứng này, tức là các cái buổi livestream này, ông Tuấn cùng với luật sư đã khẳng định rằng ông LV đã hô hào, khích lệ, ủng hộ tinh thần cho bà PH khi bà này xỉ nhục, xúc phạm đến nhiều người khác. Rồi ông Tuấn cũng lập vi bằng và gửi các cái chích đoạn video đã được lập vi bằng đến cho các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương tức là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Xem xét các cái buổi livestream à rồi rút ra được những cái kết luận và dùng những cái bằng chứng của các buổi livestream đó để đi tố giác người cha dưỡng của mình. Ông LV có hô hèo, ông LV có khích lệ, ông LV có ủng hộ tinh thần bà PH hay không? Thì có lẽ trong một chương trình khác Thanh Việt sẽ phân tích nó rõ và kỹ lưỡng hơn. Tại vì khích lệ chuyện gì? Người chồng lên trên mạng xã hội cùng với người vợ khích lệ. Ai cũng biết, ai cũng thấy. Nhưng mà cái quan trọng đó quý vị, khích lệ cái gì? Và cái điều mà bà PH vi phạm đó là điều gì? và ông ta có khích lệ bà PH đi vi phạm những cái điều bà ta đang bị truy tố hay không? đó mới là câu hỏi quan trọng. đó là câu hỏi quan trọng. Thế việc biết được rằng các vị biết được rằng những cái bằng chứng từ chính buổi live stream này là gì? chúng ta có thể tự đi tìm hiểu cũng quá rất là dễ. ông AV không xuất hiện nhiều nhưng các vị trong các cái buổi live stream cùng bà PH và mỗi lần ông ta xuất hiện thì thưa quý vị cái số lần đó đến trên bàn tay quý vị và nói cũng rất là dài Đã. tuy nhiên để phân tích từng câu nói một ra đó quý vị thì khó lòng mà có thể truy được đuổi được cái người mà có đầy những hột sạng ở trong đầu như ông lv chúng ta quý vị quý vị là như vậy cho dù chúng ta bằng một cái cảm nghĩ bằng một cái uh, lý trí nào đó cá nhân của mình cho rằng ông lv xứng đáng là một chùm chùm ruột, chùm cuối chùm đầu chùm chùm gì cũng được chùm mền cũng được nhưng quý vị nhưng nó phải có bằng chứng bằng chứng này là các cái buổi livestream các cái video được phân tích kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái cơ hội để uh, đưa thêm một thành viên mới vào trong vụ án này. Thực sự là không dễ. Thực sự là không dễ. Đây là một con người rất cẩn thận về lời ăn tiếng nói. Và ông ta có ủng hộ tinh thần của bà PH. Vì bà PH ta là vợ của ông ta. Và cái sự ủng hộ của ông ta không xoay vào cái vấn đề là tôi ủng hộ cho bà đi xí nhục người khác. Nó lại không phải ở cái điểm đó trong thâm tâm những hành động của ông ta thì chúng ta có thể đọc được với cái cảm nghĩ chủ quan của mình là ông ta có suy dục, ông ta có châm thêm một tí dầu vào trong ngọn lửa. Nhưng để chứng minh ra được bằng cái bằng chứng thì không phải dễ. Nhưng quý vị, không phải dễ. Theo ông Tuấn thì ông cha dượng của mình, ông vôi đó quý vị, đã cho sử dụng trường đua của cái công ty du lịch gia đình để à, họ tổ chức những cái buổi đua mà tên của những người à, đối lập, đối kháng được gọi cho tên của những con thú đua thì đối với văn hóa của chúng ta đó là một điều sĩ nhục. Đối với văn hóa của chúng ta đó là một điều sĩ nhục. Theo ông Tuấn, ông LV còn cho sử dụng nhiều à, những cái kênh chính thống, chính chủ à, của cái doanh nghiệp như là chuồng đua để đăng tải phát trực tiếp hơn 86 buổi livestream, nhiều bình luận và hơn 18.000 lượt người xem. Xin lỗi quý vị, 18 triệu lượt người xem. Ý ở đây, ý ở đây là gì quý vị? Ý ở đây là rằng trong 86 buổi livestream đó, có những buổi livestream vi phạm. Đúng không quý vị? Vi phạm. Và ông LV đã cho sử dụng cái kênh kinh doanh doanh nghiệp của mình những quý vị để đăng tải những cái video vi phạm này và vì thế ông Tuấn kết luận rằng ông LV là người trợ giúp ông LV là người trợ giúp nhưng dựa vào những cái bằng chứng mà ông Tuấn đã cung cấp cho bên cơ quan thì chúng ta thấy được một cái điều gì quý vị đó là nếu thành công thì không sao nếu thất bại thì nó trở thành là cố tình Tại sao mà cố tình? Vì ông đã làm rất là nhiều đơn, những quý vị, và ông đã đi nghiên cứu kỹ lưỡng trong bao nhiêu buổi livestream đó, khoảng 10% là có sự tham gia của ông Voi. Và họ xem kỹ 10% cái số video này là chín buổi video và họ kết luận rằng nha quý vị, ông là người khích lệ. và họ đếm được luôn cái số lượng người xem các cái buổi livestream này tổng cộng là bao nhiêu. À. Vì vậy, nó cho thấy rằng họ, tức là bên của ông Tuấn đó quý vị, đang cố tình đi tìm bằng chứng. Mà cố tình làm một cái chuyện gì đó, nếu thành công thì tuyệt vời. Nếu không thành công, nó sẽ trở, thành là cái gì quý vị? Cố tình thực hiện sai và đem đi tố giác. Nó sẽ trở thành cái tội vu khống. Đó là những điểm mà người ta nói là đã, đã leo lên lưng cọp thì không xuống được mà tính cưỡi cả cọp. Nhưng quý vị, cũng theo ông Tuấn, ông LV đã cho phép bà PH sử dụng ba nhân viên nhận lương từ công ty, từ doanh nghiệp, cá nhân của mình để làm việc riêng cho bà PH trong cái quá trình bà thực hiện các cái hành vi vi phạm mà đang bị truy tố. Thì thưa quý vị, nếu con người ta không tham, biết chỗ dừng và dừng đúng lúc, thì tất cả mọi vấn đề trên thế giới này sẽ chấm dứt một cách tốt đẹp. Tuy nhiên khi người ta cố tình đẩy câu chuyện, thưa quý vị nhấn thêm một chút ghe, bỏ thêm một chút dầu lửa vào trong ngọn lửa đang cháy, bồi thêm, những quý vị bồi thêm vào những vết thương đã lỡ lét thì thưa quý vị thưa quý vị cái độ phản ứng của nó rất là nguy hiểm nếu ông Tuấn biết dừng lại bằng những cái lá đơn đi tố giác gửi đến cho các cơ quan điều tra viện kiểm sát và tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị thì mọi chuyện có thể là một điểm cộng một điểm cộng vì tại sao vì tòa đã trả hồ sơ lại cho viện kiểm sát để xem xét thêm có cái yếu tố có thể khởi tố hoặc là truy tố ông vôi thêm cái tội đồng phạm này quý vị với bà PH hay không và cái đó thì đang được bên viện kiểm sát cùng cơ quan điều tra tiến hành xem xét anh quý vị cũng xin được uh, báo cáo của quý vị rằng hiện nay thì hồ sơ trong cái việc xem xét lại chảo hồ sơ của bên tòa đó quý vị nó đang được thực hiện bởi Viện Kiểm sát cùng với cơ quan điều tra, chứ không phải nhất thiết chỉ có Viện Kiểm sát. Nha quý vị. Đó là cái phần mà Thanh Việt gọi rằng chúng ta có thể thấy trên báo chí, chúng ta có thể thấy được trong các cái buổi livestream, các cái chương trình YouTube, Facebook mà quý vị đang xem. Nha quý vị, đang xem. Tuy nhiên một điểm mà Thanh Việt cảm thấy giật mình giật mình ở điểm nào thưa quý vị đó là ngày hôm qua thì các báo chí đang rất là nhiều thông tin mà thực sự ra thông tin đó cũng không phải là à, đặc trưng gì cho lắm tuy nhiên nó là lấy ra một cái đề tài mà mọi người đang chờ đợi nhưng quý vị đang chờ đợi giống như là một buổi tối mà cả ngày chưa được ăn cái gì bây giờ thì à, người ta chờ đợi cái buổi tối đó và khi mà được một cái miếng bánh nhưng cái vị khởi đầu thì người ta lại tưởng là một miếng thịt bò thật là ngon đúng không quý vị một miếng một miếng bò bí tết thiệt là ngon thì thực sự ra nó chỉ là một cái miếng bánh nhỏ tuy nhiên nếu mà chúng ta để ý và chúng ta nhìn rõ thì cái miếng bánh khai vị đó đối với vị à, nó thực sự là cái điểm nhấn của câu chuyện điểm nhấn của câu chuyện vậy thì tại sao thanh việt nói như vậy thưa quý vị cái đối tượng mà ông lv xin lỗi bị đối tượng mà ông tuấn thể hiện trong những cái thông tin vừa được truyền đi ngày hôm qua trên báo chí đó không phải là ông lv thật sự không phải ông lv vậy đó là ai thưa quý vị đó là cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm cơ quan điều tra của thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị nên à, nhớ lại những cái bài báo được đăng tải ngày hôm qua. Nó xoay quanh cái vấn đề của ông LV, của ông Voi, của người cha dượng. Nhưng cái đối tượng trực tiếp mà ông Tuấn đang muốn nói đến là cơ quan tiến hành tố tụng mà bao gồm hai cơ quan PC01 và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao quý vị đọc này quý vị? Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân tối cao đã chuyển đơn con trai bà PH tố cáo ông Vôi. Sau khi nhận đơn con trai bà PH, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân tối cao đã chuyển đến cho công an thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra à, của Viện Kiểm sát đã chuyển đơn của công dân đến cho cơ quan à, cảnh sát điều tra để giải quyết theo thẩm quyền về nội dung tố giác việc bỏ lọt tội phạm. Nhân quý vị, việc bỏ lọt tội phạm. Đây là cái câu quan trọng. Ông Tuấn đi tố giác cái gì? Thưa quý vị, chúng ta đọc xong chúng ta hay nhầm tưởng là cái câu chuyện ngày hôm qua thì ông ông, ông, ông Tuấn đang gọi là truy cùng đuổi tận. Ông ông Vôi, ông cha dượng của mình. Nhưng thưa quý vị là không, đây là cái câu chuyện thú vị và thân việc muốn quý vị nhìn cho rõ cái câu chuyện này. Câu chuyện ngày hôm qua được báo chí chia sẻ, không bàn luận những quý vị chia sẻ. Bàn luận là cái phần của trên mạng xã hội, được các kênh, được các cái trang Facebook bàn luận. Chia sẻ là báo chí chia sẻ. Họ chia sẻ cái gì? Họ chia sẻ một cái thông tin duy nhất mà thực sự ra nó chỉ có một hàng duy nhất thôi thưa quý vị. Đó là cái gì? Đó là cái gì quý vị? đó là thông tin là con trai của bà PH ông Tuấn đã tố giác. Dừng lại, dừng lại. Tố giác rồi. Tố giác ai? Chắc chắn không phải ông LV. Đang đi tố giác cơ quan tiến hành tố tụng mà đặc trưng hai cơ quan PC01 và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế mà ông mới gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, à, cho cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát này. Đó là cái điểm thú vị. Những quý vị, thú vị. Trong một thời gian qua chúng ta nghe cứ mỗi lần nhắc tới uh, ông Tuấn con trai của bà PH là chúng ta nói à, ông Tuấn con trai bà PH đi tố giác ông cha Dượng, Đó quý vị, đó là cái câu mà chúng ta nhớ rõ và nằm lòng cái câu đó, quá rõ luôn. Nhưng mà thực sự ra nó lại không phải vậy ngày hôm qua nha quý vị. À, cái nhân vật chủ chốt mà ông Tuấn đặt câu hỏi đó là cơ quan điều tra và viện kiểm sát nhân dân tp hcm vì thế ông phải gửi đến một cơ quan cao hơn đó là cơ quan viện kiểm sát nhân dân tối cao mà nó liên quan đến cái vấn đề bỏ lọt tội phạm nên nó phải liên quan đến cơ quan điều tra của viện kiểm sát đây là cái điểm đặc biệt ông nói rằng bỏ lọt tội phạm đó tội phạm đó chính là cha dựng của mình tại sao không bị khởi tố trong quá trình điều tra theo ông này đó thì ông LV là người giúp sức tích cực cho mẹ của mình thực hiện hành vi phạm tội. Nhưng mà cuối cùng đó thì không bị xem xét và xử lý hình sự. Nên ông muốn đánh trống khu vang tạo tiếng động. Mà ông đánh trống hoài ở cái cấp địa phương à, thì không được giải quyết. Thưa quý vị, con người ta gọi là người tính không bằng trời tính. Thôi việc nghĩ rằng cái la đơn của ông nhưng quý vị được gửi đi trước khi mà có cái quyết định của tòa trả lại hồ sơ để xem xét cái yếu tố đồng phạm của ông vôi. quý vị, lá đơn này được gửi đi rồi, rồi tòa mới có cái quyết định ở một cái hướng khác là trả hồ sơ. chứ còn nếu ta trả hồ sơ cho viện kiểm sát thì chắc chắn vào thời điểm sau đó ông Tuấn sẽ không gửi cái gì nữa. Tuy nhiên, thân Việt nói rồi, người tính không bằng trời tính. Người tính không bằng trời tính. Tòa à, vừa trả hồ sơ, thì trước đó, ông Tuấn đã lỡ dạy nghe người nào đó làm quân phu, nhân quý vị, quân sư, à, quân sư hoạt mò. Để làm gì thưa quý vị? Để hướng dẫn ông này tạo tiếng vang, tạo tiếng động, à, đánh chống hoài thôi. Ông, ông, ông Tuấn đánh chống thật là quen. Uh, uh, để làm gì oan oan có đồng phạm oan 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 cầu cứu nhưng rồi uh, ông nghĩ rằng cái uh, cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương ông đang ở không có đồng tình nên ông quyết định đánh một cái bản bài to hơn cao hơn đó là ông lên tới một cấp bên trên cấp trung ương những quý vị hơn thành phố hồ chí minh để ông nói gì? Để ông nói, xì, sì, xì, sì, xì, sì, xì, sì, xì, sì. làm ơn cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát. Hãy điều tra một cái sự sai sót trong cái vấn đề tiến hành tố tụng đang xảy ra trong vụ án của mẹ ông. Họ bỏ lọt tội phạm, mà tội phạm đó chính là cha dượng của ông. Ông vang sinh như vậy. Nhưng quý vị, họ đã bỏ lọt tội phạm. Quý vị nhớ, cái mục đích của cái lá đơn này là bỏ lọt tội phạm. Mà ai bỏ lọt tội phạm thưa quý vị? Đó là cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm PC01 và Viện Kiểm sát. Cái này nó mới gọi là chơi dại. Quý vị, chơi giải Ông nói tiếp rằng ba trợ lý người đi chỉnh máy Người đi giúp bà này, mẹ của ông đăng bài viết trên Facebook, trang, trên trang TikTok, đặt tựa đề, rồi múa phụ họa. Cái danh từ múa phụ họa này là là thưa quý vị cái này là à, là, là là ăn cắp bản quyền nhá. Tại vì thanh việt hay dùng gọi là Nhắm múa bành sỏi, à, mú phù hạn cái này là ăn cắp bản quyền đấy. Rồi, rồi ông nói rằng ngay cả tiến sĩ trời trời cũng đã bị khởi tố à, và bắt tạm giam. Thế mà cha dưỡng của ông lại cứ vô tư vô số tội. Thế là sao? Không lẽ có cái chuyện mà à, sai phạm? trong cái giai đoạn tiến hành tố tụng. Vì thế mà ông mới la làng lên là bỏ lọt tội phạm. Thưa quý vị, bỏ lọt tội phạm là có sai phạm trong cái bước tiến hành tố tụng. Nha quý vị, bỏ lọt tội phạm. Cái điểm thú vị mà Thanh Việt muốn quý vị chú ý đó là nhân vật chính trong cái những cái bài viết ngày hôm qua của báo chí khi họ chia sẻ không phải là ông LV. Không phải mà đó là cơ quan tiến hành tố tụng cơ quan tiến hành tố tụng à, ông gửi đơn cho cơ quan điều tra của viện kiểm sát để cơ quan điều tra này họ làm gì họ xem xét cái uh, vi phạm trong tiến hành tố tụng theo ông tuấn là bỏ lọt tội phạm đúng không, quý vị vậy thì câu hỏi đặt ra rằng ủa nếu như vậy đó truy đuổi ông lv không nổi chứ đuổi hoài thôi. Bây giờ đổi sang cái cơ quan mà như vậy theo ông Tuấn họ đã có một cái sự yêu ái nào đó dành cho ông LV đúng không quý vị? Vì bỏ lọt tội phạm, bỏ lọt tội phạm ta là yêu ái rồi. À, nếu mà bỏ lọt cái tội phạm này, về ông la làng lên, ông la làng và ông yêu cầu là cơ quan điều tra của viện kiểm sát hãy xem xét cái vấn đề này. Vì không thể nào bỏ lọt Không truy tố Không khởi tố Người cha dưỡng của mình ô vậy cái mục đích là gì vậy thưa quý vị Ông tính bắt trước Mẹ của ông là phải truy cùng đuổi tận Hay sao Thưa quý vị thật sự ra Ông cũng này Nhưng quý vị chắc cũng phải có một cái tính tình Gần như của mẹ ông Vì đã không truy đuổi thì thôi Mà đã truy đuổi Thì phải truy đến nơi tìm cho bằng được bới lên sới lên các quý vị mò cho bằng được đó là cái đặc điểm tuy nhiên cẩn thận theo thanh việt thì có ba lý do mà tại sao ông phải truy đùng những quý vị truy lùng đuổi tận người cha dựng của mình ông muốn trả vốn lẫn lời dùm cho mẹ của ông Tại sao lại trả lẫn uh, lời và vốn luôn cùng một lúc? Thưa quý vị, đối với thanh Việt thì uh, cái đây không phải là một cái vấn đề thật sự. Từ vì sao? Tự vì trong các cái yếu tố giảm nhẹ đó, quý vị, đó nó có một cái yếu tố rằng tôi không phải là người đồng phạm. quý vị, tôi không phải là người chủ mưu. Tôi không phải là người chủ mưu. Chủ mua là một người khác thì người ta sẽ giảm bớt nhưng quý vị cái yếu tố là chủ mua ra và khi đó thì mẹ của ông sẽ được giảm nhẹ bớt cái hình phạt nhưng theo thanh việt thì không phải ông tuấn đi theo con đường này tại sao thanh việt nói như vậy vì nếu quý vị nhìn vào trong những cái lý do mà ông đi tố giác người cha dưỡng của mình những cái hành vi đó quý vị mà ông đi tố giác đó bao gồm rất là đơn giản theo ông tuấn thì ông lv ông vôi là người phụ họa là người giúp đỡ cho bà ph chứ không phải là ông chùm cuối hay chùm du hay là chùm đầu quý vị? hay là chủ mưu không có ông chỉ muốn tố giác rằng người này đã cổ vũ cổ suy cho những hành động sai trái như vậy thì bà ph cuối cùng vẫn là tâm điểm của câu chuyện vẫn là người chủ mưu sẽ lạnh một cái án cao nhất. Đúng không quý vị? Như vậy thì thật sự không thể nào trả vốn lẫn lời giùm cho mẹ mà được. Không ta không. Với những cái hành vi mà ông cho rằng ông kiến nghị để xử lý thì ông LV không thuộc cái dạng chủ mưu chùm cuối mà chỉ là những người khích lệ tinh thần giúp đỡ để thực hiện. Rồi, một cái lý do nữa ông LV thoát được Nhưng quý vị nhưng ông Tuấn thì nghĩ rằng mẹ của tôi tương lai chắc không được sáng cho lắm với cái tội danh 331 đã trải qua những ngày tháng thì hành án cũng khá dài vì vậy không thể nào ngồi trong đó một mình buồn quá vì vậy muốn kiếm người họ hàng đi vào cùng mà họ hàng này là thân nhưng mà không ruột thịt. Đó là chồng của mình. Cho ông này đi vào cùng để kéo chùm cùng hưởng với nhau trong trại. Ông Tuấn đã hiểu được một điều là sau bao nhiêu lần làm đơn xin tại ngoại thì đã không thành công. Và ông đã hiểu được cái vai trò, cái tương lai nếu đem ra xét xử mẹ của mình. Và đó là những cái năm tháng rất là dài ở đằng trước. Vì thế, phải uh, kéo chùm. Kéo chùm vì ta bị tuột chân xuống nước. Ta phải với ai đó kéo xuống cục. Kéo xuống cục. Thì đây là một cái sự mà thành việc gọi rằng nếu không có đầy đủ thì trở thành một kẻ khá ác. Nhưng quý vị, khá ác. Điều ác này đã được thể hiện khi mà ông ta viết tiếp cho mẹ mình, thay thế cho mẹ của mình. Những la đơn, những quý vị, vạch ra tên tuổi của những người mà mẹ ông đã từng đưa lên trên mạng xã hội là những đối thủ. Bây giờ ông tiếp bước, quý vị, tiếp bước người mẹ của mình để tiếp tục lên án tố giác những người mà đã bị mẹ của ông sĩ vả sĩ nhục hãm hại trong nhiều tháng qua bây giờ thì ông lại tiếp tục nhưng quý vị tiếp tục công việc này cái điểm thứ ba mà thành việt nghĩ rằng khá đúng đó là gì đó là sau khi mà đề nghị chia tài sản không được chấp thuận thì ta à, đổi mặt làm ngơ. Tiền nó luôn luôn là một cái yếu tố quan trọng trong cái sự bạc bẽo. Trong sự bạc bẽo. Tại sao ông Tuấn phải chờ đến ngày hôm nay đến khoảng 7 8 tháng sau mới thực sự đi tố giác cái hành vi của cha dượng của mình. Có phải là vì cái ý tưởng chia tài sản cho anh em của mình đã không được chấp nhận nên ông mới dở mặt hay sao? ông phải hiểu rằng tài sản đó không phải là của mẹ ông nhưng quý vị không phải của mẹ ông mà ông vẫn muốn chia và cái kết luận ở đây ông lv không dễ bị bắt nạt không dễ bị bắt nạt và chúng ta đã thấy câu chuyện sẽ như thế nào trong những thời gian kế tiếp kẻ thắng người thua Thành việc cho rằng kẻ thắng ở đây khả năng rất cao đó là ông vô người thua ở đây không phải là một người mà đến hai người mẹ của ông và chính ông một người đang rất là hăng say cố tình đưa câu chuyện của người cha dưỡng của mình vào cuộc nhưng tuy nhiên sự thành công rất là thấp trước khi tiếp tục cho phép tên việt uống một tí nước quý vị và ở thời điểm này quý vị nào chưa bấm nút like thì xin mời quý vị nhớ bấm nút like và để lại lời bình luận cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra rằng ông Tuấn đang chơi dại hay chơi khôn? Đối với Thanh Việt thì câu trả lời rất là dễ. Và Thanh Việt đang cho rằng chơi dại, không chơi khôn. Quý vị có thể nghĩ rằng ông ta đang đi báo thù nhưng quý vị cho người mẹ của mình nhưng thực sự không phải nếu muốn làm chuyện đó thì đã làm lâu rồi khi mà người mẹ của mình vừa mới bị và ba trợ lý vừa bị cùng với uh, tiến sĩ luật trả trời thì ông đã làm ngay không phải và khi mà ông làm đó quý vị thì cái vị trí mà ông đi tố giác ông cha dựng không có cứu được mẹ của ông thêm gì. Nó mới gọi là chích chùm, kéo theo. Mục đích trả thù là không có. Mà là thất bại rồi. Ông muốn một mình lãnh, kéo theo người lãnh cùng. Chứ không phải là lãnh thế, mà lãnh cùng. Nhân quý vị nha. Ông LV được đi, được bị tố giác. Được, bị tố giác như là một người đồng phạm giúp đỡ tinh thần khích lệ, chứ không phải là chủ mục. Vì vậy, cái bản án dành cho bà PH không thể thay đổi, dù là ông LV có bị khởi tố truy tố hay không. Vì vậy, có kết luận là chưa giải. Tại sao? Đi tố giác đúng đó quý vị. Thì vô cùng là tốt. Đó là quyền và nghĩa vụ. Nhưng mà cố tình, thanh việc sinh gạch dưới đích chữ cố tình. Tố giác sai thì ôi thôi, ôi thôi. Nhưng quý vị nhẹ thì phạt hành chánh, nặng thì bị chuyển sang cái tội vu khống. Mà tại sao để chuyển sang cái tội vu khống? Thưa quý vị, khả năng rất cao, khả năng rất cao. Vì ông vu khống một người, nhưng quý vị mà là một gọi là đang là chủ của một doanh nghiệp khá lớn, không liên quan đến vấn đề kinh tế, mà là liên quan đến những cái vấn đề được coi yeah. là đồng phạm, vậy thì ông Tuấn có cố tình hay không? Thưa quý vị, thân việc trình bày cho quý vị nãy giờ, yếu tố cố tình là có, đơn giản là vì sao? Đi tìm cho đầy đủ chính cái buổi livestream phân tích và nhận định có chín buổi, đi uh, phân tích đầy đủ, yeah. rồi kết luận rằng ông này đã làm thế này thế này thế này và ông ta đã gửi đi rất nhiều lá đơn đến cùng một cơ quan và gửi đến rất nhiều cơ quan liên quan đến cái câu chuyện của mẹ ông ta chưa kể đến những cuộc vận động để các báo chí đăng tải cái sự phản đối của ông về những quyết định của người cha dượng mà chúng ta đã đọc được mục đích cuối cùng là gì quý vị hạ bệ người cha dượng của mình Hạ để cứu mẹ mình. Thưa quý vị là không. Với cái tội danh mà ông ta đi tố giác. Thì không thể nào. Cứu được mẹ của không? Nhưng quý vị nhé. Tại vì đi tố giác ở cái tội là. Đồng phạm. Múa. Giống như là ba vị trợ lý kia mà thôi. Nếu đúng theo luật pháp. Thì tố giác thưa quý vị. Để tố cáo người cha dưỡng. Mặc dù là không được ghi là ngược lại với truyền thống Hùng phong của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên một cái điểm mà chúng ta đáng chú ý ở đây đó quý vị là ông LV thành việc có phân tích ở lúc ban đầu khi lập gia đình với bà PH đã nuôi thêm ba anh em của ông. Lúc đó dưới tuổi trưởng thành. Dưới tuổi trưởng thành. Đây là một cái điểm khá quan trọng và họ, ông LV đã nuôi dưỡng những người này. Nha quý vị, được mười mấy năm chờ. Thì câu chuyện ở đây đó quý vị. Mặc dù với cái danh nghĩa chính thức là cha dưỡng. Nhưng chắc chắn với cái lịch sử nuôi dưỡng những người này từ lúc chưa trưởng thành. Thì vai trò của ông LV rất quan trọng. Nha quý vị. Không những nuôi dưỡng mà còn cung cấp tiền công việc cho người này. Thì chắc chắn với cái tính nhân đạo của luật pháp, họ sẽ không cổ suy cho cái vấn đề con đi tố cha dự. Vì sự không cổ suy này, nó là một cái yếu tố dẫn đến sự thất bại của ông Tuấn. Chưa kể là cái sự thông minh khi mở miệng ra uống lưỡi rất là nhiều lần của ông LV. Chưa dừng ở vấn đề cá nhân ông tuấn còn bây giờ lại đi tố giác cơ quan tiến hành tố tụng và nếu mà sai đó quý vị thì ôi thôi vu khống đối với cá nhân tội vu khống và tội phỉ bán cơ quan nhà nước rất gần với tội 331 vì nếu chỉ một lá đơn không sao. nhiều lá đơn thì là cố tình để gây ảnh hưởng và đặt viết những cái bài báo liên quan đến câu chuyện của ông với ông LV. Nhưng quý vị, thì cái đó nó là một sự cố tình thật sự. Thanh Huyền mới đặt câu hỏi nè quý vị, quý vị có nghĩ đây là một cái giá mà ông đang trả dùm cho mẹ của ông? Người mà đã gây cho rất là nhiều người và mạng xã hội trong giai đoạn vừa qua những thiệt hại không hề nhỏ. Bây giờ chính ông, nhưng quý vị, sẽ viết tiếp những cái bước còn lại để nhấn chìm người mẹ của mình hơn. Và ngay cả ông luôn. Nhất là cái vế mà vừa xuất hiện ngày hôm qua khi ông đi tố giác, cơ quan tiến hành tố tụng đã bỏ lọt tội phạm. Quý vị muốn bằng ví dụ đó quý vị, thì quý vị nhìn qua gia đình của ông cụ họ Lê. Thì có những cái la đơn, nhưng quý vị, từ gia đình của cụ họ Lê ở điểm ban đầu tố giác việc bỏ lọt tội phạm của cơ quan điều tra Long An. Rồi sau này những luật sư tham gia bảo vệ gia đình cụ Hà Lê cũng viết những lá đơn tố giác về một số cái hành vi được xem là vi phạm trong vấn đề tố tụng và cũng đã được do quý vị chuyển đơn hoặc là giữ im lặng. Thì từ những cái ví dụ đó chúng ta nhìn sang ví dụ này thì chúng ta cũng thấy rằng vì một cái lý do gì đó mà cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao thay vì lãnh trách nhiệm đi điều tra có hay không có những cái hành vi vi phạm trong vấn đề tố tụng của bà PH thì họ lại trả cái lá đơn đó chuyển cái lá đơn đó về cho công an thành phố hồ chí minh mà công an thành phố hồ chí minh cơ quan điều tra là cái chủ thể mà ông Tuấn đang đi tố giác. Quý vị có thấy cái điều khá là thú vị. Cũng như là câu chuyện của ba vị luật sư hay là năm vị luật sư gia đình bảo vệ gia đình cụ Hà Lê. Họ đã viết những cái lá đơn cho rằng đã có một cái sai phạm những quý vị nhất định nào đó trong cái vấn đề tiến hành tố tụng của vụ án gia đình cụ Hà Lê. Và trong cái quá trình làm như vậy đơn của họ cũng đã được trả về để cơ quan điều tra của tỉnh Long An giải quyết mà cơ quan điều tra của tỉnh Long An lại là cơ quan mà những vị luật sư này đang đi tố giác đó là cái điểm thú vị khi mà có sự trả về thì cái việc thành công trong vật việc đi tố giác hầu như là con số học gọi quả báo trên việc không dám nhưng thay vì như quý vị Đi chuộc tội dùm cho mẹ của mình Thì không biết ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào Ông lại chặt đứt cái con đường đó Và ông làm cái gì quý vị Và ông tiếp tục Đưa những người Mà đã từng bị Chính mẹ của ông chà đạp sỉ nhục Thì bây giờ chính tay của ông Muốn kết thúc họ luôn Thì thưa quý vị Đó là một cái dạy Không một cái dạy nào dạy hơn cái dạy này thay vì đi chịu tội để cho các bị hại có thể xin giảm án cho mẹ của mình thì ông lại đi một con đường khá xa khá lòng vòng và kết quả có thể tồi tệ và xấu hơn những gì nếu ông không làm cái điểm quan trọng đó là vấn đề cá nhân cái điểm quan trọng còn lại đó quý vị là ông đang mom em vào trong cái khoảng trống mà cái khoảng trống đó được gọi rằng những vi phạm trong cái quá trình tiến hành tố tụng ông đã nêu rõ đó là bỏ lọt tội phạm người cha dưỡng của mình và ông nêu cái đó cho ai cho cơ quan tiến hành cơ quan điều tra của viện kiểm sát tối cao nhưng rồi cái lá đơn đã được chuyển về cho chính cái cơ quan mà ông đang đi tố cáo đó là cái điểm thú vị. Và Thanh Việt thấy cái điều này nó như, như là một cái sự trả giá. Nhưng quý vị, sự trả giá. Từ vì sao Thanh Việt nói như vậy? Là vì, thưa quý vị, cơ quan điều tra như quý vị của Viện Kiểm sát Nhân tối cao cái uh, thẩm quyền của họ đó quý vị đó là họ giải quyết những cái vi phạm được thực hiện bởi các cán bộ công chức thuộc cơ quan điều tra, đã, như là PC01, tòa án, tòa nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, nhà quý vị, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp. Đã. Thì đó là những cái điều mà khá là thú vị. Những quý vị, thay vì bên cơ quan điều tra của viện kiểm sát, nhân dân tối cao, họ giữ lại cái lá đơn của ông Tuấn để có tiếp tục theo dõi, thì họ lại chuyển về cái cơ quan mà ông Tuấn đang đi tố giác. Cái đây là câu chuyện gần giống như câu chuyện của những vị luật sư của gia đình của họ Lê. Và đối với thân Việt, đây là một cái sự trả giá dùm cho người mẹ của ông. Ông đã đang trả giá dùm cho người mẹ của ông. Cái điểm khá thú vị. Tại sao ông không chờ? Và có lẽ là nóng vội. Nếu ông không chờ, ông muốn ra tận Trong ngoài trung ương để uh, truy cùng đuổi tận và ông đi tố giác cái cơ quan mà ông cho rằng đã bao che bỏ lọt tội phạm thì sau một thời gian chờ đợi Nhân quý vị thì bên của cơ quan điều tra của viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ lại cho cơ quan công an và cũng thời điểm đó trước đó thì bên tòa nhân dân thành phố hồ chí minh cũng đã chuyển hồ sơ nếu mà cho phép ông được làm lại một lần nữa thân việc nghĩ rằng ông phải tự nói với bản thân không dạy gì không cái dạy gì bằng cái dạy này và chắc chắn ông sẽ không gửi cái lá đơn tố giác cơ quan điều tra và viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã bỏ lọt tội phạm Thân việc xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc và bình an I love you